Mới nhà mới mới xong. Nhà mới nó rất nhiều bụi. Đấy, nó hiện bụi cái này. Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ đập hộp một em Dyson, đó là chiếc Supersonic. Clip này nhàm quá bây giờ, hôm nay đập hộp cái em siêu phẩm của Dyson cơ. Máy hút bụi của Dyson là một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là một cái máy hút bụi đâu. Anh em đón xem clip này nhá. Xem hết clip nhá. Thì sẽ thấy nó như thế nào, xem nó có giống máy hút bụi bình thường hay không. Một chiếc máy hút bụi mà hơn 20 triệu, liệu có đáng để mua không? Đây là chiếc V12. Nó có sức mạnh rất là lớn từ cái động cơ không chổi than mà niềm tự hào của Dyson. Đó chính là động cơ nhỏ gọn nhưng rất khỏe. Anh em thấy nào nhỉ? Nhìn này, động cơ này. Giờ mình sẽ mở bên trong nhá, phần chính của chiếc máy này. Ở bên trên này nó có cái siêu. Ở đây nó có siêu rồi. Wow. Đỉnh luôn. Trong đây sẽ có một cái thư à. Thư này chắc là gửi cho bạn nào mà kiểu hay lo hay hút bụi nhà sao đó nhỉ. Đây nó là những cái giấy bảo hành. Đây là sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn của Dyson V12 rất là cẩn thận để trong một cái phong bì. Ok, bây giờ mình sẽ lấy các cái phụ kiện ra. Đây là các cái phần đầu hút. Đỉnh luôn. Dyson luôn luôn rất là thông minh trong những cái việc mà... Đây là cái mỏ hút vào những ngóc ngách này. Ví dụ như là đệm này, cái góc ghế này, hoặc là góc xe hơi. Đấy. Và đây là một cái hút nữa, là cái hút mà nó cần có cái phủi bụi ấy, để tách bụi ra khỏi vật thể và nó sẽ hút vào. Đây mình sẽ ấn để có thể di chuyển nó. Ở đây cũng có cái lông răng để có thể làm sạch hơn. Đây là cái ống mà nhìn ở trong hình ảnh ấy, nó rất là kiểu okay. Đây xuyên cẩn thận không. Đó. Cái này nếu mà ai mà liên tưởng sẽ nhìn thấy kiểu một cái ti của một cái chiếc giảm xóc của Ducati ấy nhỉ. Đây và trên này có Dyson này, V12. Ở trong này còn rất nhiều các cái mỏ phụ kiện khác nữa. Và nó đều có những cái lẫy. Và với Dyson thì chúng ta khi sử dụng cái lẫy này rất quan trọng. Chúng ta nên biết cách sử dụng thì nó sẽ bền hơn. Rất nhiều phụ kiện luôn. Đây là một clip mà mình muốn gửi đến các bạn để các bạn xem kỹ hơn các cái phụ kiện này, để khi mà chúng ta mua nhận biết ấy, bởi vì trên thị trường có rất nhiều hàng kém chất lượng giả mạo là Dyson. Còn nếu anh em nào mà thích xem những chiếc Dyson Supersonic nhé, thì hãy quay trở lại kênh của mình, và mình review rất nhiều lần đập hộp chiếc máy sấy huyền thoại đó rồi. Ở đây chính là một cái mỏ sấy, mà cái mỏ hút ấy, nó có thể là gắp cái vật thể lên trên để hút này. Nó có những cái đầu lăn rất là thông minh của Dyson. Đó. Cậy cái khớp này. Chắc là mọi người nhìn thấy cảm giác đây là đồ chơi chứ không phải là một cái dụng cụ để có thể làm việc hàng ngày. Đây cũng là một cách mà Dyson muốn tạo cho người dùng một cái cảm giác là muốn hút bụi hơn, chứ không phải là một cái công việc nặng nhọc hàng ngày mà kiểu là có khi ở nhà tranh nhau để hút bụi mất. Với cái máy đẹp quá. Đây là cái sạc điện. Sạc điện của Dyson cũng rất là tinh tế này. Đó. Và đây là phiên bản của Việt Nam, nên là rắc cắm của nó sẽ là hai chân.
để chúng ta thuận tiện cho cái việc cắm hàng ngày. Và cái đầu mà kết nối ấy, cái này sẽ gắn lên tường này để có thể là đính cái phần máy hút bụi này vào. Và cái đầu kia là rắc, rắc này là rắc 3.5 thì phải. À, rắc của Dyson cũng không có gì là lạ lắm, nó khá là thông dụng. Ok. Nhiều phụ kiện quá nhỉ, camera hơn mỏi tay không? Nhiều phụ kiện quá. Đây thì clip này cũng không có gì ngoài cái việc là muốn show để anh em xem một cái siêu phẩm của Dyson. Và nếu anh em nào mà muốn sở hữu ấy, thì hoàn toàn dễ dàng, ở Việt Nam bây giờ có hãng rồi chứ không phải đặt như ngày xưa nữa. Đây là một cái liên quan đến các cái dụng cụ để cất ở trên tường, treo ở trên tường. Đây là một cái giá, và đây cũng là một cái giá nữa để lắp các cái đầu để cho nó không bị rơi hoặc là thất thoát. Wow, chuẩn bị đến phần chính anh em nhá. Phần chính là phần cần xem ấy, nên anh em phải ở lại xem hết clip này. Wow. Đây, và trong những cái mỏ hút này ấy, thì ai mà đã từng dùng hút bụi Dyson V12 rồi thì hãy để lại comment là cái mỏ nào mà các bạn dùng nhiều nhất. Mỏ này có vẻ là để hút cái thảm này, sàn đấy, để hút sàn. Ua, chắc là nhiều người sẽ tưởng đây là một bộ đồ chơi kiểu robot. Cái này cũng là hút sàn và nó hút được các cái hạt lên, nó cuộn cái hạt và hút qua cái ống này. Các cái khớp nó rất là trơn tru. Ở đây cũng có các cái lẫy. Ủa, nhiều phụ kiện dã man luôn. Và đây, đây mới là chính, đây là phần chính của chúng ta, ngôi sao. Phần niềm tự hào của Dyson đó chính là cái động cơ V12. Thì cái động cơ ấy, nó có cái vòng quay ấy, rất là lớn. Thì trước đây ấy, là khi mà hút bụi ấy, thì mình sợ nhất một vấn đề đó là cái bụi nó thổi ngược ra ngoài. Và khi đó thì chúng ta sẽ hít vào cái bụi mịn đấy, thì nó sẽ có vấn đề là ảnh hưởng đến sức khỏe, sạch nhà nhưng ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà Dyson ấy, họ luôn tự hào rằng cái lưới lọc này nó sẽ khắc phục được cái vấn đề đó. Và cái động cơ siêu mạnh như vậy thì nó có thể hút được rất nhiều thứ vào trong cái hộp này. Và cái việc mà khi mà chúng ta đổ những cái bụi ra ngoài cũng là rất là dễ thôi, chứ không phải là quá phức tạp như những cái máy sấy thông thường. Đầu tiên ấy, mình thấy sức mạnh của chiếc V12 này thì mình tự nghĩ rằng nó rất nặng, nhưng thật ra nó lại rất nhẹ. Nó phù hợp với các bạn nữ nữa cơ. Đó. Nhìn cầm ấy như cầm khẩu súng ấy nhỉ. Đây là các cái ống để hút lên trên phần lưới lọc này. À, con này bấm vào có thể nhả ra được. Ơ, nó chạy luôn này, nó có pin chạy luôn. Đó. Đỉnh. À thế à? Thế chính vậy thì nó sẽ tiện dụng hơn. V12 có nút giữ ấn. Đây là chiếc máy hút bụi mà được thích nhất. Đấy. Bây giờ mình sẽ lắp cái phụ kiện này vào. Và tất cả những cái lẫy của phụ kiện ấy thì chúng ta không nên theo kiểu là ấn vào để cho nó kêu ấy, mà chúng ta nên giữ nút ấn vào như này. Thì nó sẽ giữ cái độ bền cao hơn. Ui. Súng anh em ơi. Đây là súng. Và có rất nhiều cái phụ kiện. Sẽ chọn cái em xinh xinh này trước này. Đó. Và khi mà hút ở đây ấy, là cái gió nó sẽ làm quay cái này, làm quay con quay. Và hút bụi lên. Và cái máy này nó khỏe đến mức mà nó có thể hút được qua 10 lớp vải. Và có thể hút được bụi. 10 lớp vải các bạn biết là nó khá là dày ấy, và nó phải hút qua được, thì nếu mà không có lớp vải nào thì nó sẽ hút rất là sạch sẽ thôi. Và nó có một cái ưu điểm là nó không có dây, nên chính vậy chúng ta sẽ luồn vào các ngóc ngách để có thể đi được hút bụi hàng ngày. Và nếu mà mình là người sở hữu cái máy Dyson này ấy, thì mình sẽ thấy rằng là khi mà đi làm về ấy, mệt ấy, mà đây chính là một cái hành động để chúng ta thư giãn hàng ngày, và lúc ấy sẽ xảy ra rất nhiều cái ý tưởng trong đầu đấy. Đấy. Vâng, và đây là một clip mà dài nhất về Dyson từ trước đến nay, bởi vì nó quá nhiều phụ kiện. Đây là chiếc Supersonic nữa. Đây là cậu em mình thì về nhà mới, đây là muốn đầu tư một cái máy cho gia đình, thật là tuyệt vời.
Và hôm nay sang nhân tiện sang nhà em chơi thì cũng đập hộp để anh em xem cái máy này. Đấy, còn anh em mà thích xem 14 Pro Max không? Ở clip sau nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo của Long Ducati.